Xin chào Ano, hôm nay anh câu cá trên đảo Sentinoa. Nhưng sao anh dám đặt chân lên đây, Ano? Chúc mừng, anh đã rơi vào tay bộ tộc hoang dã và thù địch nhất trên thế giới. Và họ không thích khách cho lắm. Mình sợ họ sẽ ăn thịt anh mất. Từ da của anh, họ có thể làm 8 cây trống. Từ tĩnh mạch thì 5 cây cung. Và từ hộp sọ thì 1 cái cốc lớn. Và da đầu sẽ dùng trang trí cơ thể của tù trưởng. Ano, anh đi đâu vậy? Wow, mình không nghĩ người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Mấy người này sẽ làm gì đấy thực sự hữu ích với cơ thể của anh. Cơ thể anh bao gồm 70% nước, 24% chất hữu cơ và 6% chất vô cơ. Trong dưa chuột cũng rất nhiều nước, khoảng 85-90%. Vì vậy, thực chất anh là quả dưa chuột có cảm xúc. Từ 6% nguyên tố vô cơ còn lại có thể tạo ra nhiều thứ hữu ích. Trong cơ thể anh có đủ sắt để đóng chiếc đinh dài 6cm. Cơ thể anh cũng chứa lượng đồng để tạo ra cặp tai nghe. Và tất cả chỉ khi anh vẫn còn sống. Anh thậm chí có thể cắt bỏ hầu hết các cơ quan nội tạng của mình mà vẫn sống được. Cơ thể con người có vẻ mỏng manh, nhưng anh có thể sống ngay cả khi không có dạ dày, lá lách, 75% gan, 80% ruột, một quả thận, một lá phổi và hầu hết bộ phận nằm trong xương chậu và khoang bẹn. Tất nhiên, anh sẽ khó giống như quả dưa chuột, nhưng nó sẽ không giết anh đâu, mà còn có mấy chiếc tai nghe miễn phí đấy. Chất lượng thì hơi đáng ngờ, nhưng đều là mấy thứ vô ích thôi. Trên thực tế, thành phần của cơ thể anh bao gồm carbon, hydro, natri và oxy. Và những nguyên tố hóa học này cũng là một phần của thuốc nổ. Sức nổ tiềm ẩn trong cơ thể người tương đương với 175 gram thuốc nổ. Thực tế, độ mạnh của vụ nổ sẽ tỷ lệ thuận với mức độ anh ăn mặn trong suốt cuộc đời. Nhấc ngón tay lên nếu anh thích video này. Chào các bạn. Chắc tất cả đều biết anh bạn đầu đỏ này rồi. Nhanh nào, ăn bánh xong ta còn đến gara nữa. Tôi sẽ cho anh thấy chiếc máy thu nhỏ người mới. Ôi, anh làm rơi bánh rồi sao? Ano, có thật là anh sẽ ăn nó không? Được rồi, quy tắc 5 giây là nếu đồ ăn rơi xuống đất chưa quá 5 giây thì anh vẫn có thể ăn được. Nhưng tôi thì không. Ano, anh làm sao vậy? Đau bụng à? Một cơ hội tuyệt vời để thử chiếc máy thay đổi lượng tử của tôi. Xem cái gì bên trong đang làm anh đau. Đội mũ bảo hiểm vào và tôi sẽ kết nối ý thức của anh với bản sao nano. Rồi đưa anh vào trong chính cơ thể của mình. Trước hết cởi quần ra đã. Đây là cách nhanh nhất để đưa anh đến đích. Đi thôi nào. Anh đã ăn bánh kẹp có chứa trứng của những loài sán dây rất thông minh. Ano, nhìn xem này. Chúng đã xây cả một thành phố bên trong anh. Chúng còn xây cả sở thú. Đến sở thú xem nhé. Hôm nay là thứ hai nên được giảm giá 50%. Ôi trời, cả một vườn thú đầy virus và vi khuẩn gây bệnh. Tôi ngưỡng mộ chúng đấy. Cúm Tây Ban Nha, dịch hạnh, Ebola, lao phổi, cúm lợn và gà, thương hàn, bệnh đậu mùa và một loạt các mầm bệnh hiếm gặp khác cùng ở một chỗ. Nhìn kia, có cả loại tôi thích, virus mới xuất hiện, Corona, còn gọi là bệnh ngựa buồn. Nó chủ yếu ảnh hưởng lên ngựa, cừu, bò, thỏ và các loại động vật khác. À no, là tôi thì tôi không cho tay vào trong chuồng đâu. Nếu bị nhiễm trùng có khả năng gây bệnh tâm thần phân liệt đấy. Ano, thật không may, bụng anh đau là do ký sinh trùng. Nhìn đi, chúng đang xây đường cao tốc trong ruột, công viên nước trong bàng quang và còn cố lấy chất khoáng từ gan của anh nữa. Nếu chúng xây trung tâm dữ liệu trên đầu anh, khả năng cao là anh sẽ chết vì đầu anh quá nhỏ. Anh cần tìm cách tống chúng ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. Nếu anh mở tất cả chuồng trong vườn thú rắc rối này, rất có thể anh sẽ tống khứ được lũ sâu. Cố lên Ano, tiếp đi nào. Thà ho vài ngày vì Ebola còn hơn sống cùng lũ sâu bọ này bên trong. Chúc mừng Ano đã anh hùng đánh đuổi ký sinh trùng. Đây là huân chương dũng cảm của anh. Hy vọng hệ miễn dịch của anh có thể đối phó với một loạt bệnh tật như vậy. Có vẻ như Ano đang gặp rắc rối. Chào buổi sáng Ano. Có vẻ như anh đã chuẩn bị cho một ngày mới năng động. Chưa từng nghĩ sẽ nói cái này. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc Ano.
và tôi biết người có thể giúp anh. Bác sĩ Joe có một loại công thức đặc biệt có thể làm giảm bất kỳ cơn đau nào. Những anh chàng tóc đỏ như anh lại cần nhiều thuốc gây tê hơn người thường. Vì loại gen này làm cho tóc anh có màu đỏ đấy. Cơ thể con người được cấu tạo nên từ một số lượng lớn tế bào nhằm giúp chúng tương tác với nhau. Màng tế bào đã sản sinh ra một loại protein tên là kênh ion. Kênh ion hoạt động giống như một cánh cổng cảm ứng vậy. Nhờ có chúng mà ta cảm thấy nóng hoặc lạnh, ngửi được mùi và nếm được vị, cũng như cảm thấy đau. Anh có thể ăn số lượng lớn sô-cô-la. Khoa học đã chứng minh rằng sô-cô-la có thể gây đau đầu. Có lẽ thế này Anu, khuyết điểm này hợp với anh đấy. Tại vì anh sẽ không bao giờ cảm thấy đau khi tôi giáng một đòn vào anh nữa. Nhưng đừng mừng vội, anh bạn à, trái tim cũng biết đau đấy. Nên cứ từ từ. Ví dụ như tình đơn phương này, những người đã bán hết Bitcoin vào năm 2015 cũng đã nếm nỗi đau tương tự đấy. Annie, anh bạn à, cứ vui lên đi. Anh không cảm thấy đau và điều đó có thể giúp anh tự tin khoe cá tính. Anh có thể gắn một viên kim cương lên trán, giống như anh chàng rapper nổi tiếng Lil Uzi Vert. Cũng sẽ có vài người trên thế giới này không cảm nhận được sự đau. Đây là kết quả của việc gen SCN9A bị khiếm khuyết. Những người này có thể phân biệt sự nóng và lạnh, có được xúc cảm, nhưng tín hiệu về sự đau lại không được truyền đến. Anu, anh đã sẵn sàng đánh tươi bời bạn trai của ta gai vì họ hôn nhau à? Hãy nhớ nhé, Anu, không cảm thấy đau không đồng nghĩa với việc anh bất tử. Anh nên đi đến bệnh viện ngay lập tức đi. Hiểu rồi, anh vẫn là chàng trai lười biếng thôi. Vì anh không cảm thấy đau nên dùng băng dính vậy. Úi chà, có vẻ thuốc của bác sĩ Joe đã hết rồi. Mừng anh về với cuộc sống bình thường, Ani. Nè Anu, anh biết rằng bắt bệnh bằng Google là một ý kiến tồi mà. Ồ xem kìa, tâm trạng tệ, không có chút tự tin nào. Mệt mỏi. Có lẽ anh thật sự bị trầm cảm mất rồi. Có lẽ anh nên hẹn lịch đi khám tâm lý đi nào. Anh thật sự không nên tự chẩn đoán và tự chữa trị căn bệnh này đâu nhé. Vậy nên đừng. Wow, nhiều loại thuốc chống trầm cảm quá. Mình cảm thấy anh không mấy hứng thú đọc hướng dẫn sử dụng luôn nhỉ. Anh bạn của mình. Được rồi, vậy là anh có 2 vỉ Prozac, 15 viên Celexa, 5 vỉ Zoloft, nửa lọ Lexapro và một đống đủ loại siro giảm đau nhiều màu. Không phải là đống này không chữa hết bệnh trầm cảm cho anh, nhưng mà một khi anh đã bắt đầu sử dụng thuốc, anh sẽ khó lòng mà dừng lại. Thứ duy nhất mình thật sự quan ngại đó là loại thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Mình biết là dù sớm hay muộn thì anh cũng sử dụng thứ rác rưởi đó thôi. Ồ, lại thế nữa rồi đây. Để xem lần này anh sẽ ra sao nào. Thuốc ức chế MAO có thể gây ra các cơn sảng rượu rồi làm cho anh bị ảo giác. Các cơn chóng mặt, sang chấn, động kinh đều là do thuốc chống trầm cảm gây ra. Cảm giác vui sướng và lâng lâng anh đang cảm thấy là do thuốc chống trầm cảm 3 vòng đấy. Nhân tiện, anh có biết là mình chưa ăn uống gì 8 tiếng qua không? Các siêu mẫu đôi khi cũng dùng thuốc chống trầm cảm để không thấy đói đấy. Và khi sử dụng thuốc, các giấc mơ của anh sẽ trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Vậy, Annie, đây là mơ hay là thật? Sao nữa? Anh không muốn tự chữa bệnh nữa à? Đợi đã, Anu, anh đang làm gì thế hả? Anh không thể dội đống thuốc xuống toilet được. Đồ vô tri này. Thuốc chống trầm cảm mà trôi xuống cống. Các chú cá sẽ trở nên hung hăng hơn rất nhiều. Anh nhớ rằng, Topi là pizza nha mà, đúng chứ? Một khi thuốc fluoxetine ngấm trong nước, lũ cá sẽ bị mất các đặc tính của chúng. Và hậu quả của chuyện này sẽ kéo dài tới tận thế hệ sau. Trời ạ, Anu, anh nên đưa em ấy đến thú y đi. Anh đã quên chuyện gì đã xảy ra khi anh tự chẩn đoán và tự lên phác đồ chữa bệnh rồi sao? Cá piranha có vẻ khát khao được thú thịt con người quá ha. Có vẻ anh sắp bị cướp bởi một gã ăn mày vô gia cư. Nói đúng hơn, anh có thể bị cướp nếu kẻ lười biếng này có một ít tiền. Ơn Chúa, mình đã sợ bị lấy mất máy ảnh cơ đấy. Để xem ông ta làm sao. Nếu ông ta đánh răng dù chỉ một lần,
Chắc chắn ông ta sẽ nhận ra mình có vết loét chưa lành trong vài tuần. Đây là dấu hiệu rất đáng báo động và mình biết phải tìm bệnh ung thư. Ngay cả cơ thể yếu ớt nhất cũng tạo ra hàng triệu tế bào mỗi ngày. Nhưng đôi khi có lỗi, dị nhân được sinh ra. Một tế bào khác những tế bào còn lại, nó cố che giấu sự thật này nhiều nhất có thể. Nếu cơ thể bạn khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch sẽ dễ dàng phát hiện ra tế bào ương ngạnh này. Nếu không, cơ thể sẽ không còn năng lượng để chống lại bệnh ung thư. Bạn muốn một tế bào không, Ano? Dễ thôi, nếu bố mẹ bạn bị ung thư thì 10% khả năng bạn cũng sẽ mắc bệnh đó. Không ư, một đột biến cũng được gây ra bởi bức xạ. Chẳng hạn như đến thăm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mà không bảo hộ. Hoặc sống 1.000 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế. Hay là hút 6 điếu thuốc mỗi ngày. Hoặc ăn 2 kg thịt hun khói trong 10 năm. Bạn thậm chí không có thời gian để chớp mắt, vì tế bào này sẽ biến thành khối ung thư khổng lồ. Nhìn này, thức ăn bên trong anh ta thậm chí không thể vào dạ dày. Các tế bào đột biến đi vào máu và sau đó lan truyền khắp cơ thể, vào gan, phổi và não. Đến lúc phun thuốc độc rồi. Hóa trị không chữa khỏi ung thư, nó giết ung thư nhưng các tế bào khỏe mạnh cũng phải chết cùng với bệnh ung thư. Ano, ra khỏi đó mau. Giờ ta chỉ cần đợi. Hoặc có thể chỉ chạy thôi. Nhưng hãy nhớ rằng anh bạn, để có được chúng thì cậu phải trả tiền điện đúng hạn. Và mình đã nhắc cậu rất nhiều lần rằng quảng cáo đang hút cạn tiền túi của cậu mà. Nên cứ tiếp tục đi, giờ thì cậu ngồi trong bóng tối luôn rồi, vừa lòng lắm. Ôi anh bạn, vết thương đang nhắm đến cậu đấy. Được rồi, mình có ý này. Nhìn xem, chúng mình bị vây quanh bởi hàng tỷ vi khuẩn. Chúng sản sinh ra năng lượng vô nghĩa từ những chất hữu cơ chúng nạp vào. Nên điều mình đang nghĩ là hãy xây một nhà máy năng lượng vi khuẩn. Chúng sẽ dùng phân của cậu để tạo năng lượng. Không vừa với túi tiền của cậu đúng chứ? Nhưng cậu đang trông chờ điều gì thế? Vi khuẩn thực sự rất rất nhỏ. Mình biết, thì làm chúng to ra đi. Một con vi khuẩn to như con mèo có thể cho chúng mình nhiều năng lượng gấp 46.000 lần đấy. Và chúng mình có thể có thật nhiều vi khuẩn và nhiều năng lượng hơn. Mỹ tái chế 128.000 tỷ lít rác mỗi ngày. Và nhờ có vậy mà có thể cung cấp năng lượng cho cả thành phố. Và chúng mình còn có thể giải quyết luôn được vấn đề về lọc nước nữa. Vi khuẩn halo khổng lồ sống nhờ vào muối có thể cho năng lượng miễn phí từ biển và nước khử muối cho các vùng khô hạn. Mỗi ngày 3,5 triệu tấn nhựa bị thải ra. Điều đó càng làm vi khuẩn Ideonella sakaiensis càng sinh ra nhiều hơn. Loài này có thể tái chế nhựa thành năng lượng. Rồi cậu có thể mở ra mạng lưới sạc phương tiện điện đấy. Không giống năng lượng hóa thạch, thải ra 37,5 nghìn triệu tấn carbonic vào khí quyển. Năng lượng vi khuẩn hoàn toàn sạch và chỉ thải ra oxy mà thôi. Đúng là ý tưởng khởi nghiệp tuyệt vời. Ano, cậu đã giải quyết vấn đề môi trường của nhân loại và đã kiếm tỷ đô trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng. Ano, 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 tỉnh lại đi. Sao cơ, cậu lại mơ về vi khuẩn to như con mèo ấy hả? Cậu nên biết rằng phân rã tế bào chỉ có khả thi với vi sinh vật. Khi mà vi khuẩn biến thành kích thước to nhất, nó lại phân thành đôi. Điều này diễn ra mỗi 20 phút. Nên chỉ trong 6 giờ, một vi khuẩn có thể nhân lên thành 25.000 lần. Và món nợ của cậu cũng nhân lên với tốc độ y hệt. Đến lúc thanh toán rồi, Ano. Nhanh nhanh. Hoặc trong vòng 20 giây, cậu sẽ trở thành đồ ăn của vi khuẩn đấy. Và cái mồm bé nhỏ này sẽ không nói chuyện trong một năm. Tại sao? Vì mình muốn thế. Cái quái gì vậy? Sao bạn lại trông như thế, Ani? Trẻ em đang xem đó. Bạn không thể đổi phong cách à? Bạn làm hỏng mọi thứ. Đồ ngốc. Được rồi. Bạn có biết trung bình bạn nói 7.000 từ mỗi ngày? Và sau một năm im lặng, bạn... Cái gì? Ano, mình làm tất cả vì bạn. Bạn nên nghe mình chứ? Ano, bạn điên rồi hả? Hệ thống âm thanh này có thể phát ra hơn 150 decibel. Nó sẽ làm nổ màng nhĩ của bạn. Ngay cả kẻ đần độn như bạn cũng nên nhận ra rằng bạn không thể làm điều đó.
Đúng, tất cả mọi thứ. Andy, mình không chỉ lấy bộ loa mà còn cả điện thoại, máy tính xách tay, Xbox và tất cả đồ chơi của bạn. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ chống lại mình hả? Nghiêm túc chứ? Hãy đến đây, đồ ngốc, lấy đó. Yeah, đồ vô ơn. Bạn dám bật dàn loa đó. À! Cái quái gì vậy? Alo, nếu bạn còn làm cái gì tương tự như vậy nữa, bọn mình sẽ làm video mới. Điều gì xảy ra nếu bạn bị mổ sống thành một ngàn mảnh? Như thế này. Bây giờ, bình tĩnh nào. Sau một năm im lặng, giọng nói của bạn sẽ thay đổi rõ rệt. Bộ não điều chỉnh giọng nói bằng cách sử dụng thính giác của bạn. Và trong một năm, đôi tai sẽ quên mất cách bạn phát âm trước đây. Ngoài ra, nói chuyện sau một khoảng thời gian dài im lặng như vậy sẽ gây tổn thương. Nếu không tập luyện, dây thanh âm sẽ yếu đi. Phổi nhanh chóng bị suy kiệt do thiếu không khí. Trông lạ quá, alo, vẫn ổn chứ? Bạn đã thay đổi. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có thể nói chuyện với mình. Ôi! Ano, đúng là anh mà. Vâng, hôm nay chắc chắn không phải là ngày của anh. Anh trông không ổn lắm. Nhưng rất đáng, anh ấy đã khiến nhiều người thấy vui. Chờ đã, anh đang hôn mê ư? Nhìn anh, tưởng như anh đã chết, nhưng bên trong thì vẫn còn sống. Trong khi hôn mê, anh không thể phản ứng với các kích thích bên ngoài. Vì thế, anh sẽ là fan K-pop đỉnh nhất. Và có thể nghe đi nghe lại một bài hát trong nhiều năm. Con người có thể hôn mê từ vài ngày đến hàng chục năm. Edward Obara hôn mê ở tuổi 16. Và trải qua 42 năm như vậy. Theo lời kể của bệnh nhân, trong thời gian hôn mê, họ cảm thấy như một loại vật chất nào đó. Họ lang thang dọc theo hành lang dài và ẩm thấp, mê cung, đi qua các cơ chế phức tạp. Mức độ hôn mê được xác định bằng thang điểm hôn mê Glasgow. Trong đó 15 điểm là ý thức rõ ràng và 3 điểm là bại não. Ano, họ sẽ tắt máy đó. Dậy đi và mình hứa không thí nghiệm lên anh lần nào nữa. Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cố lên Ani, anh làm được mà. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nói điều này, nhưng anh thực sự khiến mình lo lắng đấy. Tôn trọng chút đi, Ano. Cậu và Tinh Tinh có cùng tổ tiên đấy. Chúng mình tách ra khỏi họ từ 7 triệu năm trước rồi. Cuộc sống ở trong rừng và đồng thời cả đồng bằng rộng mở giúp mình phát triển đi bằng hai chi và tư thế đứng thẳng. Điều này sẽ dẫn tới rảnh tay cho việc dùng công cụ và các hoạt động hữu ích khác như là nhóm lửa. Ăn chín giúp đóng góp cho việc tiêu hóa tốt hơn và nhanh hơn. Điều này cùng với vài thứ khác nữa giúp chúng ta phát triển to lớn hơn và não thông minh hơn. Đúng, Ani, khó để tin, nhưng sự tiến triển của tiến hóa vẫn còn tiếp diễn. Ví dụ như, bởi vì chúng ta bắt đầu nấu chín trước khi ăn, bộ hàm đã thu hẹp lại và răng khôn đã dừng phát triển trong tổng số 20% dân số nhân loại. Thêm vào đó, cùng với việc phát triển chất lượng thức ăn, chiều cao trung bình của người tinh khôn đã tăng thêm 10 cm. Nhưng, lại nữa, cân nặng của cậu cũng vậy. Tuy nhiên, với người hiện đại, thứ họ coi trọng không phải cơ thể thay đổi, mà là công nghệ. Nó cho phép chúng ta đi loanh quanh trong khi ngồi, bay lên, và thậm chí uống cốc bia mát lạnh mà không cần ra khỏi ghế tựa. Cái gì sẽ xảy ra tiếp? Wow, nhìn xem. Có vẻ như các nhà khoa học đã tạo ra một siêu máy tính có thể dự đoán được tương lai. Và nó có điều nhắn gửi cho chúng ta. Nghe nhé. Trong vòng 100 năm qua, số người sống trên hành tinh đã tăng gấp 4. Cùng lúc đó, nhân loại đã phá hủy 80% của tổng số sinh vật. Và ô nhiễm môi trường đã dẫn đến biến đổi khí hậu không thể thay đổi được. Chính vì vậy, trong tương lai, vì nóng lên toàn cầu, cơ thể ta sẽ dài ra, màu da sẽ sậm hơn và tai của ta sẽ lớn hơn để tăng khả năng tỏa nhiệt.
Wow, Anu, bạn nhìn giống hàng xóm ghê, Henry. Nhưng thực tế là trong 150.000 năm qua, não của con người tinh khôn đã thu nhỏ lại 200 gram và vẫn tiếp tục nhỏ lại. Cuộc sống thoải mái hơn dẫn đến không hoạt động và rồi thoái hóa. Người tinh khôn sẽ mất trí thông minh mãi mãi. Cái gì thế? Bán hợp đồng ư? Anh đã đi thử một vai nào đó rồi à? Cứ từ từ thôi, Ano, và hãy đọc cho thật kỹ càng trước khi đặt bút ký nhé. Anh có thể kiếm được bộn tiền bằng việc cho thuê cái khoảng trống cực rộng giữa hai tay anh đó. Anh nghĩ sao hả, Ano? Trong đầu anh có hẳn một khoang siêu trống luôn nè. Để chiếc xe máy cũ của ông ngoại vào cũng vừa đó. Ano, để vào vai. Có vẻ như anh buộc phải tăng số cân lên gấp 3 rồi. Các diễn viên nhằm để trông chân thật hết mức có thể thường phải tăng hoặc giảm cân trong một khoảng thời gian ngắn. Christian Bale từ năm 2008 đến năm 2013 đã phải giảm cân 9 lần và cũng đã phải tăng tận 30 kg, tận 66 pounds đấy. Để tăng cân nhanh chóng, hãy dùng chiếc đĩa bự hơn. Như thế khẩu phần ăn lớn sẽ trông nhỏ hơn. Ăn nhiều đồ ăn vặt vào, Ano, như là trái cây khô, hạt và bánh mì kẹp bơ đậu phộng nữa. Và đừng quên món tráng miệng nha. Ano, có vẻ như tăng cân là tài năng tiềm ẩn của anh đấy. Anh làm tốt lắm đấy. Chà, sớm thôi. Anh sẽ sẵn sàng vào vai cho xem. Anh sẽ thành siêu sao luôn. Vậy, đó là lý do vì sao họ lại cần một diễn viên với số cân nặng khủng như vậy. Tệ quá, Ani. Có vẻ như mọi cố gắng của anh đã đổ bể rồi. Và tiền công còn không đủ để anh về nhà nữa kìa. Vậy anh định sẽ đi bộ về sao? Đúng không, Ano? Này, Ano, anh ổn chứ? Vì thân hình quá khổ này, xương của anh đã phải chịu áp lực rất lớn đấy. Chúng ta phải tính các chỉ số cơ thể của anh thôi. Với chiều cao 152 cm và nặng 93 kg, BMI của anh cao hơn 40 rồi và đạt mức béo phì cấp 3 đấy, anh bạn. Anh cần được giúp đỡ ngay. Đây, gọi vào số này đi. Một người bạn sẽ đưa anh đến một nơi bí mật. Đây, chỉ trong vài phút thôi, đống mỡ thừa sẽ được hút ra khỏi cơ thể anh. Yay! Ừ, trông anh được đấy. Ôi không. Trời, đống da thừa đó sẽ nhắc nhở anh không nên đưa ra những lựa chọn ngu ngốc sau này. Và vì anh đã hút hết mỡ ra rồi, trên thị trường chợ đen sẽ có các công ty mỹ phẩm sẵn sàng trả 15.000 đô mỗi ký da thừa đấy. Chà, Anu, cứ đi về nhà. Bật tivi lên và cứ sống như thường ngày đi. Cái gì đấy trời? Anu, anh tính kết hôn thật á? Một dịch bệnh mới đã xâm chiếm thế giới. Người nhiễm bệnh nổi mẩn đầy da, phát ban khắp cả mặt, ho sặc sụa không dứt và rụng hết răng cửa ra ngoài. Thế là để không bị bắt đi cách ly, người ta lao đi mua loại vaccine không rõ nguồn gốc giao bán ở chợ đen. Ai chẳng biết tiêm vào là nguy hiểm, nhất là khi vaccine chưa được kiểm chứng. Nhưng họ buộc phải thế nếu muốn quay về bình thường nhanh nhất có thể. Anu, anh đang làm gì ở đây thế? Ồ, anh đi hẹn hò à? Bảnh đấy. Nhưng anh hoàn toàn có thể tìm chỗ lãng mạn hơn cái quán cà phê mốc quê mùa này kia mà. Cô ấy đây rồi. Ái chà, anh bảo gì mà người ta lại chịu hẹn hò ở đây với anh vậy? Ồ, sao ở đây lại nhiều zombie thế? Anu, có vẻ sushi không ổn rồi. Khá nhiều zombie đang sống ở những thành phố bỏ hoang sau dịch bệnh. Da chúng xanh lét và có mùi như tất bà già nhà tôi. Nhìn qua thì cứ như game thủ nào cày cuốc 3 ngày chưa ăn thôi. Nhưng không đâu, zombie ăn kiểu khác kia. Thường thì đám ngáo ngáo này ăn não người. Anu, anh định làm gì bây giờ? Ồ, có vẻ gã này biết phải làm gì đấy. Wow, người ta có súng kìa. Ai vậy trời? Wow, không thể nào. Đấy là Chuck Norris. Và ông ta đem cả tảng vũ khí theo này. Giờ thì ông ta bắt đầu tung cước. Yeah, người như tôi cũng thấy hơi bị tàn bạo quá. Nhưng ngầu xỉu, đính chóp. Ở đây có bao nhiêu zombie nhỉ? Có vẻ tên to xác này là con cuối cùng. Thế mà đòi đấm á? Này mới là đấm. Có vẻ buổi hẹn hò của anh toang toác rồi vì tụi zombie tấn công bất ngờ. Mano, anh đừng quên sushi đấy.
Chạy đi Anu, nhấc cái chân lên, chớp đạp ga đi. Phew. Thôi nói chung không sao. Ôi không, nhìn đi Ani, anh với Sushi có điểm chung rồi này. Cô ấy cũng cụt ngón giống anh. Cô ấy trông ngày càng tệ hơn. Nhanh lên, làm gì đi, các người phải cứu cô ấy. Vậy là tên này có thể giúp ta. Mà gã ta là tên quỷ nào kia chứ? Grigory Rasputin, người bí ẩn nhất quả đất của thế kỷ 20. Tên này được biết đến với khả năng thôi miên và sức hồi phục thiên bẩm kỳ dị. Hắn chính là bác sĩ cá nhân và người chữa bệnh cho Tisa Nicholas II. Chỗ này trông giận quá, khiếp hơn cả quán cà phê mà anh mời Sushi Ano ạ. Ta đang làm gì đây? Anh định đi đâu vậy? Đây chuẩn như lúc bước vào phòng nha sĩ, 100% chết chóc. Đừng nói với tôi anh định đi vào đấy, tôi cũng sợ quá. Này, ta có thể dừng lại trước khi quá muộn không? Chà, chỗ này có đầy đủ mọi thứ cho tiệc quẩy của dân Nga ngố. Vodka này, balalaika, bia nữa, rồi nhảy tới sáng luôn. Tên chúng ta đang tìm đây, Grigory Rasputin. Hắn là chùm cái ổ này. Hình như tên bác sĩ này xỉn quắc rồi. Tình hình là có lẽ chúng ta sẽ phải tìm tòi mọi thứ một mình. Chắc không cần lo về hắn nữa đâu. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về loại vaccine mới. Thậm chí nhiều người còn tiêm thử. Nhưng hóa ra nó có tác dụng khác, biến bọn họ thành zombie. Tên Rasputin này hóa ra nghiện ma túy hạng nặng. Hắn ta giả chết. Hắn lợi dụng tình hình dịch bệnh, nói là sản xuất vaccine giúp chữa bệnh. Nhưng hóa ra là để biến người ta thành zombie, hồi sinh người chết thành xác sống. Ngay cả Chuck cũng sốc. Ra tay đi Chuck. Đất mẹ ơi, ông ta đánh kiểu gì vậy? Ngầu hơn cả bộ Walker Texas Ranger nữa. Đại ca tới đây. Có điều thằng chùm không dễ bị hạ gục thế. Ano, anh là người cuối cùng. Ani, anh là chiến binh thực thụ. Hãy nhớ tất cả những điều tôi đã dạy. Quan trọng nhất là nhớ, không có kẻ thù nào ngoài bản thân. Ano, anh. Ôi, tôi biết mà, vĩnh biệt. Ano, anh là một người tốt. Tôi hiểu rồi. Quay xe gắt quá. Dù sao thì, chúc mừng anh Ano. Giờ thì anh cũng làm đám cưới rồi, dù là với một zombie. Mà anh cũng là zombie nên thôi. Có vẻ chầu bia đêm muộn hôm qua khá thành công. Nhưng đừng quên là sáng nay anh có cuộc họp với các YouTuber có IQ dưới 60 đấy. Nếu đến muộn thì sự nghiệp anh đi tong, nên không có thì giờ đi giải đâu. Nhìn đi bạn tôi, tầm 150-200ml dịch lỏng thì bàng quang chứa thoải mái. Nhưng sau tầm 400-500ml là anh thấy căng rồi. Anh hẳn phải nốc nhiều lắm. Có vẻ ông sếp hơi cáu bản rồi. Khá chắc là ông ta không cho anh nghỉ giải lao mà đi tè đâu. Chất lỏng sẽ được lọc qua thận, sau đó sẽ đi qua niệu quản vào bàng quang. Anh sẽ thấy hơi nặng bụng đấy Anu. Anh phải gồng hết cơ lên mà giữ số nước tiểu đó thôi. Tôi khuyến khích là anh không nên cười Anu ạ. Hoặc hắt xì hơi hay ho cũng thế. Mấy thứ đó làm lực gồng yếu đi, và anh có thể sẽ te dầm đó. Hooray, giờ giải lao, anh được cứu rồi. Trung bình một người sẽ đi tiểu từ 6 đến 8 lần trong ngày. Anh đen quá Ani. Ở thời cổ đại thì người ta cho phép việc tiểu tiện ở nơi công cộng. Và buồng xí chỉ được chia giới tính từ năm 1792. Ok, hết giờ nghỉ rồi bạn tôi. Đến lượt anh thuyết trình rồi đó. Nếu anh nhịn lâu quá thì cơ bàng quang sẽ dàn ra, nghĩa là anh sẽ nhịn được lâu thêm tẹo teo. Nhưng việc này khá nguy hiểm. Vi khuẩn và axit ở bóng đái có thể xâm nhập ngược lại thận của anh, tạo ra viêm nhiễm và sỏi thận. Có vẻ là ai cũng tán thành sự không hài lòng của anh với chính sách công ty. Cố lên Ano, anh có thể nhịn thêm mà. Chỉ 50 người nữa thôi, và anh sẽ được tự do. Chà, thế đó, đến lúc về nhà rồi. Ano nè, tôi khuyên anh đừng di chuyển đột ngột quá. Bàng quang đầy ứ có thể vỡ tung đó. Anh sắp tới nhà rồi. Giờ phải xả đống tích trữ suốt từ sáng thôi. Chậm rãi thôi. Ôi không, hàng xóm của anh ư Ano? Anh biết đấy, cái gã mà thích ôm người ta mỗi khi gặp nhau ấy.